Chả ai như em cả. Cứ để cái cốc nước ở trên bàn chị rót trà thì có làm sao. Cứ phải cầm khư khư trên tay cơ. Chị chỉ cần bất cẩn một cái là như thế này luôn mà. May mà có thuốc bôi của cô Như Ý, em cũng thấy đỡ rồi. Em không sao đâu. Chị băng như thế này ấy, hy vọng là nó sẽ không bị rộp lên. Nhưng mà kiểu gì cũng đau đấy. Chị sợ là không đánh máy được. Hay là để chị nói với anh Phong ấy, cho em nộp cái bài phỏng vấn tiến sĩ Lê muộn lại một tí. Chị yên tâm, em vẫn làm được mà. Với cả tiến sĩ Lê là một người rất khó tính, nên em cũng không muốn gọi đi gọi lại. Cẩn thận nhé. Cháu cứ mang lọ thuốc của cô về nhà mà bôi. Lần trước chú nhà cô cũng bỏng nước sôi, bôi liên tục vào sẽ không sợ bị rộp đâu. Cháu cảm ơn cô ạ. Còn nếu mà về nhà cháu bôi vẫn thấy bị rộp nước ấy, thì nhắn tin cho cô, cô gửi thuốc khác cho. Chị yên tâm đi, em xoa như thế này ấy, là chắc chắn không bị phồng đâu ạ. Với cả thật ra thì nó cũng nhẹ mà. Nhờ. Ôi giời, đưa đây. Gơm quá, lóng ngá lóng ngóng đi. Ơ kìa, không ngã bây giờ. Giời, cái bà là mình điên à. Ở trên kia điều hòa mát thì không chát chít luôn đi. Xuống dưới đứng giữa nắng, người ta vừa mới tắm trắng xong. Nhìn đây, bao nhiêu kem cho đủ. Ơi, cái chuyện này phải nói mới được. Rõ ràng là cố tình nhá. Cái gì cố tình? Ai cố tình cơ? Cái bà này. Tôi ấy, các cái khác tôi có thể kém, nhưng mắt tôi ấy cực kỳ tinh, 12 trên 10 luôn ấy. Đúng cái lúc đấy nhá, thấy chị Nguyệt rót nước, mà cái kiểu rót nước đấy là cố tình 100%. Ở đây không khí biết truyền tin đấy, bà cứ cẩn thận. Bà Nguyệt kinh thật đấy. Ừ, nếu mà như thế thì dã man thật đấy.